Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game online của mình đó. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp cái game Araka các bạn. Xài xài lon châu đó quay trở lại ở đây. Các bạn nào bị gì nào bị nghiện cái bài hát này không? Đó, cái bài xài lon châu á. Ngày hôm qua là mình xem cái mình nghe cái bài hát này là mất cười bể bụng luôn á. Nè, để mình bắt lại cho các bạn nghe nhạc cái đi rồi chúng ta chơi tiếp. Nhạc lên. Sai lòng châu. Ok, thôi nghe cho nó phấn khích tinh thần vậy đó các bạn. Để chúng ta chơi tiếp á. Được rồi. Ở trong cái tập hôm qua á, thì mình đã bắt được thêm một cái con tiểu bạch long nữa ha. Cái con này là Đông Hải Long Dương các bạn. Cái con này là Đông Hải Long Dương. Ở trong cái tập này thì mình sẽ đi bắt thêm một cái con Tây Hải Long Dương nữa ha. Tại vì chúng ta còn tới 4 loại rồng nữa. Bao gồm mà Đông Hải Long Dương nè, Bắc Hải Long Dương nè, rồi Nam Hải Long Dương nè, rồi Tây Hải Long Dương. Ở đây mình bắt cái con này mình đặt nó là Đông Hải Long Dương đi ha. Như vậy là chúng ta có hai con rồi. Thì hiện tại bây giờ là mình đã biết được cái vị trí của nó rồi. Các bạn biết nó nằm đâu không? Nó nằm bên cái hòn đảo ở bên đây nè. Nó nằm ở bên cái đảo khỉ á, cái đảo mà hồi đó chúng ta luyện cấp á. Tại vì mình mới lên trên cái video của mà mấy ông YouTuber nước ngoài á, mình qua đó mình xem thì mình biết là cái vị trí nó nằm ở đó. Tuy nhiên là trước khi mà đi bắt tiếp cái con rồng nữa đó thì mình sẽ đi đi mà thu thập cái thằng kiếm đó các bạn. Cái cây kiếm thằng ha, ở trên cái ngọn núi lửa. Thì để coi coi ở đây mình sẽ cởi cái con gì đi cho nó sang sang bây giờ ta. Mình thấy ở đây là cởi cái con Đông Hải Long Dương này là ngon nhất đó các bạn. Đúng không? Con này bay nhanh. Đây. Vậy là mình bắt được hai con ha. Mình sẽ cởi con rồng này đi đi. Tại vì mấy con kia đi chậm lắm. Con này nó bay được. Đây, chúng ta đi. Ghê chưa? Nhìn ngầu quá. Wow. Cái con Đông Hải Long Dương này thì nó sẽ phun ra lửa màu xanh. Có nhiều bạn kêu nói với mình á là anh ơi cái gì đâu mà cứ bay vòng vòng đi tìm hoài lâu quá. Chứ các bạn nghĩ đi, mình đâu có biết vị trí của mấy cái con này nó nằm đâu đâu. Phải đi tìm sắp mặt luôn á. Ờ, dưới đó có mấy con này nó bắn nè. Ồ, có boss này các bạn ơi. Ồ, thằng quỷ đó nó cầm cái kiếm gì màu vàng vàng kìa. Ờ, bên đây một con boss nữa nè. Nhưng mà thôi đi, mình sẽ tập trung vô á. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con rồng trước. Để đi vòng vòng hồi cái nó lạc chủ đề nữa. Được rồi, bạn nào yêu thích cái series ARK này của mình thì các bạn dành ra ít giây like vô đi, like nhiều nhiều cái video của mình đấy các bạn. Cái này các bạn chịu like đó là mình có động lực quay video vả tèo luôn. Thì cái cây thằng kiếm á nó nằm ở dưới cái ngọn núi lửa này nè. Do hồi bữa chúng ta bay qua chúng ta không có để ý kỹ. Đây nè. Đó. Mình sẽ đáp cái này ha. Rồi. Chỗ này hình tiết khi gớm gì. Đây cái cây thằng kiếm ở dưới này nè các bạn. Ở đâu vậy ta? Sao lắc chứ gì? Ủa, mình thấy cái ông nước ngoài là ông xuống đi dưới này, ông thu thập cái cây thằng kiếm ở dưới này mà ta. Kìa, nó trốn ở trong cái gì nè. Nó trốn trong cái cửa hang động kìa các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn không kỹ là không có thấy đâu. Đây nè, cái cây thằng kiếm ở trong này nè. Đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nè. Trời, nhìn không kỹ là không có thấy á. Nè, các bạn thấy chưa? Máu của nó có 20.000 à. Nhưng mà tu bồ của nó tới 5 triệu lần. Như vậy là cái con này là các bạn bắt bằng cái viên này ha, cái viên bon này nè. Đó. Cái chuông, chúng ta bắt nó bằng cái chuông ha. Đó các bạn thấy chưa? Wow. Bây giờ mình qua bên mấy cái kênh nước ngoài á mình coi. Wow. Trời ngầu ghê chưa? Để các bạn. Cái cây thằng kiếm á.
Nhưng mà cái cây thần kiếm này bay chậm chứ gì. Ở đằng kia có cái lằn máu màu đen kìa các bạn thấy không? Như vậy là cái chỗ đó là có boss đó. Con boss nó chính này. Im cái gì? Nhưng mà máu nó yếu quá ha. Nên coi con này có thiệt chiêu gì không ta? Không có thiệt chiêu gì hết đó các bạn ơi. Cái cây thần kiếm này không có thiệt chiêu gì hết á. Chủ yếu là dùng để là cho chúng ta cưỡi đi thôi á. Quá im. Nhưng mà nó bay chậm quá. Nói chung là nó bay rất là chậm. Đây là một cái binh khí rất là dữ dội á. Rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên cái hòn đảo bên kia. Tạm thời để cái binh khí đây đi ra. Một lát nữa. Thôi, để mình mang nó về luôn đi. Trời ơi, con gồng này khó. Khó được khiến. Quay. Trời ơi, các bạn nghe. Các bạn nghe tiếng hát gì không? Đó. À, ở đây có một con boss các bạn ơi, con chó sói. Nè. 8 triệu đam. 8 triệu đam các bạn. Ủa, 8 triệu máu chứ, mình nói nhầm. Mình cạp nó cái một đứa chết luôn rồi, vãi tèo thiệt chứ. Để coi coi. Khi mà mình cạp cái con chó sói đó nó chết đúng không? Nó cho mình một đống mấy cái đồ này nè. Mấy cái đồ này là chúng ta có thể là triệu hồi ra được mấy con kia á. Cái đó mình tạm gọi là cái lệnh bài đi ha. Trời ơi, con gọc này nó khó bay như đời tới. Nhưng mà bước vô đây thời tiết sương mù khó chịu vãi. Đây, để mình đem cái thằng kiếm này về cái đó không thôi để nó bị lạc á. Ok. Để em dắt cái cây thằng kiếm này về ha. Đó. Tạm thời để nhà đây đi. Rồi mình sẽ quay lại chỗ đó chúng ta đi tiếp. Rồi. Mình sẽ đi tìm Tây Hải Long Dương các bạn. Nó ở bên cái hòn đảo bên kia, con gồng màu trắng. Mình sẽ lấy lại cái bàn này. Ok. Con lạc. Ủa? Gì vậy? Đâu mà lọt sọt ông chi ke này, ông te le dính vô cái bàn của mình nữa kìa. Phải tèo. Thôi tạm thời mình để nó đó đi ha, con chi ke đó bắt cũng dễ. Là biến dẫn nó về quá. Tiếc gì mà thấy gớm. Thế thôi, bây giờ mình sẽ qua hòn đảo. Bên cái đảo khỉ bên đây nè. Mình phái cởi con gồng này ghê luôn. Ô. À, đây là tuyệt chiêu C của con gồng các bạn, mình quên. Đánh cái chiêu C mà mình quên cái tuyệt chiêu đó. Lắc như đời tới. Lộn đường rồi các bạn ơi. Đảo này mới đúng nè. Đó, chúng ta phải bay qua tới cái đảo khỉ miệt ở trên kia á. Lắc quá. Ý là máy của mình có hình mạnh lắm á, mà chơi cái game này các bạn thấy nó còn lắc cái ghê không? Lắc như điện. Do game này nó nặng quá trời nặng rồi. Ồ. Dưới này có con khủng long ấy nè các bạn. Cái con khủng long bên cái bản mod mài TH á. Ồ, như vậy là con này chúng ta không giết được. Mình bay đến đó là cái máy. Wow. Oh my god. Trời ơi, con phượng hoàng lửa này các bạn. Cái con này hồi lần mình kêu bằng cái gì nè. Cái gì lò vi sóng nè.
Nhưng mà bây giờ nó bự hơn, muốn ngang ngửa con rồng mình luôn á trời. Thấy ghê gì. Máu của nó cũng thuộc dạng bất tử ha. Dưới này có một thằng nào nữa nè các bạn ơi, nè 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 có thằng gì nhỏ nhỏ dưới này nữa nè. Rồi. Hình như là nó cũng đang muốn đại chiến với cái con đó đó. Rồi để mình đáp thử nữa coi thử ha. Wow, mấy con này dễ bắt lắm các bạn ơi, các bạn chỉ cần có cái chuông là bắt nó được rồi. Cái thằng này mình biết rồi. Nhìn nó giống như trong cái game võ lâm á. Để mình test thiệt chiêu thử coi. Trời ơi, quýt nhẹ cái 2 tỷ ghê vậy. Wow, thiệt chiêu C nè các bạn. Ghê không? Nhìn ảo vãi chưởng à. Quên một cái nè. Máu nói chung là nó rất là khủng các bạn ơi. Để mình có nên bắt cái con lọ vi sóng này không ta? Bắt test tuyệt chiêu cho đó các bạn xem, hay là mình giết nó luôn. Bài làm giết thử coi. Thôi 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 thôi. Wow, thấy ghê không? Trời 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 trời. Ê, gồng tiếp tao gồng. Wow. Rồi, cái con này của mình là nói chung là có thể là quánh kiểu mà solo tay đôi được các bạn, cái con mình mới bắt nè, nhưng mà nó đụng với con gồng của mình nó tới level 1000 mấy rồi, nó chơi không lại. Con gồng của mình level tới 1003 rồi. Còn thằng này để coi mình mới bắt rồi. Level nó có 750 rồi. Cũng được. Nói chung cũng im á. Lần sau mà nếu mà gặp cái con đó nữa thì mình sẽ bắt các bạn. Giờ em. Đúng rồi, mình đem nó về, mình khỏi cần tele về. Đấy, như vậy là nó đã về nhà của mình rồi ha. Đây, giờ chúng ta đi tiếp. Mục tiêu của mình trong cái tập này là đi tìm mình Tây Hải Long Dương. Đó, đảo khỉ bên kia kìa. Có boss đây nữa nè các bạn ơi. Trời ơi, Khương Tứ Nha gì á. Khương Tứ Nha với con nhỏ gì nữa kìa. Nè, con nhỏ này nhỏ gì nữa nè. Trời ơi, thấy ghê gì. SM female. Này là Khương Tứ Nha thì coi nè. Thấy không? Cầm đao nữa mới ghê. Dữ dữ à, cái bản mod này thêm các bạn thấy dữ dữ không à. Thôi, bây giờ mình không bắt nó đâu. Mình sẽ qua bên đảo khỉ bên đây, mình đi kiếm cái con rồng. Mình đi tìm Tây Hải Long Dương mới được. Bài đã chưa? Wow, là gặp liền mấy chú ơi. Đây các bạn. Tây Hải Long Dương nè. Con rồng màu trắng đó các bạn thấy chưa? Mình đâu có nói xạo đâu, ở trong cái bản mod nó có thiệt. Wow. Trời ơi. Hướng dữ các bạn. Một còn con rồng trắng đây đúng không? Còn con rồng lửa nữa. Còn con rồng lửa rồi một cái con rồng màu vàng nữa. Nhưng mà mấy con rồng đó mình chưa biết vị trí ở đâu. Để mình bài đảo vòng cái khu này còn con nào nữa không? Như vậy là có một con một duy nhất rồi các bạn ơi. Như vậy là trên hòn đảo này có một con một duy nhất luôn á. Như vậy là mình sẽ bắt cái con rồng đó ha. Phải. Nó hiện lên à. Hiện lên. Rồi để mình. Mình dụ mấy con khủng long này ra chỗ khác mới được. Rồi sao mà nó cà giật gì? Không biết con rồng nó biết bay không ta? Cái con Tây Hải Long cái con Tây Hải Long Dương đó mình không biết là nó biết bay không á. Xa xa chút. Ở đó có mấy con khủng long nó hơi khó chịu, mình phóng xuống là mình chết liền. Giáp mình chơi không có lại. Căng thiệt.
Wow. Máu cũng bất tử luôn các bạn ơi. Đúng nha. Nhìn con này ngầu hơn con mình đang cởi đó, mình nói thiệt á. Ngầu hơn xa luôn. Các bạn thấy không? Cái con quỷ của Vigram này. Mình phóng xuống là nó cắn mình chết. Chạy theo tao. Nhanh lên. Đúng rồi, chạy theo tao. Mày chết nha. Đó. Mình không phải là đối thủ của con Giga đó ha. Rồi, ok. Giờ mình sẽ xuống mình bắt cái con rồng này. Tay Hải Long Dương. Wow. Trời 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 trời. Có nhạc các bạn ơi. Wow. Có nhạc nữa. Nhưng mà không được rồi, bắt con gồng này là chúng ta không có cởi được. Tại vì nó có nhạc gì hoài là... Là ăn bản quyền sắp mặt. Trời ơi, nhìn con mắt nó nè các bạn. Nhìn ngầu ghê á. Tướng của mình Naruto ngồi trên đầu kìa. Thôi. Ghê chưa. Đó là chiêu C của nó ha. Rồi con gồng này bất tử các bạn ơi, con gồng này bất tử. Rồi hết nhạc rồi. Như vậy là mới vô mình tem được nó là nó cho mình cái tiếng nhạc ăn mừng thôi ha. À, được, như vậy là con này mình cởi đi chơi được. Được. Vãi, con gồng này bay được luôn. Quá dữ. Trời ơi, con gồng này bay được luôn các bạn. Nhưng mà nhìn nó như con lăng quăng á. Con này là Tay Hải Long Dương á. Wow. Nó phun ra lửa trắng các bạn ơi, nó phun ra lửa trắng á. Wow. Chừng nữa mình sẽ đi bắt thêm Bắc Hải Long Dương với mà Nam Hải Long Dương các bạn. Nó nằm ở bên hai cái đảo kia á. Mình bắt luôn, nguyên một bộ luôn. Trời ơi, khó điều khiển quá à. Sao mà con này nó không có đam ta? Ôi. Như vậy là con này hình như là không có quýnh lộn được các bạn ơi. À, cái con này nó không quýnh lộn được. Sao kỳ vậy? Nè. Vãi tèo. Con này nó không có đam các bạn ơi, nó không quýnh lộn được. Như vậy là con rồng này bắt cho đẹp á, chứ nó không quýnh lộn được rồi. Phun lửa nè. Rồi không có quýnh được các bạn ơi, bị gì rồi. Yếu quá à. Như vậy là nó được cái là đẹp thôi á. Nó được cái là đẹp. Đẹp thiệt. Mà đổi lại là nó xuống biển thử được không? Wow. Xuống biển là nhìn đi gan con lăng quăng luôn đó mấy ông ơi. Khó điều khiển quá, con rồng này bay khó điều khiển hơn cái con gì nè. Cái con Đông Hải Long Dương của mình. Ghê vậy các bạn. Mình test thử dưới nước cho các bạn xem á, nhìn đẹp á. Nhưng mà nó hơi khó điều khiển. Nó hơi khó hơn cái con gồng xanh của mình. Nhưng mà nó quánh không có đam. Cũng được. Đem về chúng ta làm kiểu mà làm bộ sưu tập được ha. Rồi đáp xuống đây. Hình như là ở trên này của mình. Ở trên này của mình có cái bàn tay lai bọt nữa hay sao á. Chết cha. Chết cha rồi, ở trên con gọng đó rồi, chết luôn quá. Trời ơi, trên cái con gọng đó mỗi lần mình phóng xuống là nó đẩy mình xa lắm các bạn. Thôi
nói chung là mình không thích cái con gọng màu trắng nó xíu nào luôn á, quánh lộn không được nè, mà khó điều khiển nữa. Cái đó là hai cái đúng không, còn thêm cái nữa là các bạn mà ở trên mình nó mà các bạn phóng xuống là nó đẩy mình ra xa lắm á, do mình đang mang cái đôi giày chạy nhanh á, do mình đang mang đôi giày chạy nhanh á, mà gì không ổn xíu nào, chết bà hút luôn rồi, phải tèo. Cái đôi giày này nó có cái lợi nhưng mà nó cũng có cái, nói chung là nó cũng có ưu điểm với một khuyết điểm á. Đây đây, nó chạy nhanh quá trời luôn làm cho mình khó điều khiển. Con gặp rồi, chết bà, mắc kẹt trong này nữa. Con gọng trắng của mình đâu rồi ta? Ồ, nó chịu vào hồi boss ra luôn rồi. Rồi, con gọng trắng phải nó không? À, không, không các bạn ơi, bên đây một con gọng trắng khác nữa. Phải tèo chứ, con còng trắng của mình mới thất thị đâu ta, chịu hồi, nó vừa mới chịu hồi con boss ra cái mình giết nó chết luôn rồi, phải tèo không, quá trời lắc qua bên cái đảo này, lắc quá luôn rồi. Ủa con còng trắng của mình mới đây đâu rồi trời, kỳ á. Ở đây còn một con boss nó xuất hiện rồi, nó xuất hiện boss quá trời luôn nữa, silver cow. Mình giết cái con mà nó đỏ đỏ đây là nó sẽ xuất hiện ra boss nữa nè. Đây mình giết hết đi. Không đầu vậy mày. À, các bạn thấy cái đấm nè, đó đúp hoài, đúp hoài. Oh, wow, nó chịu hồi ra con Gigan luôn kìa các bạn ơi. Gigan, Gigan, tàn phá hết. Rồi con rồng trắng của mình mất tiêu luôn rồi, hình như là nó bị giết chết luôn hay sao rồi. Con rồng nó bắt tử mà. Ồ, nó bay kìa, nó bay kìa. Rồi rồi, mình bắt lại cái con cầm trắng đó các bạn. Má hàng quá. Bay ngáo ngáo, vãi đều. Đây, mình bắt con này xong rồi về mình qua bên núi bên kia mình tìm cái con gồng lửa hả các bạn. Cái con này không im rồi. Bước lại con quỷ. Fly lên này. Ăn chuông đi mày. Gồng này cảm giác nó, mình cảm giác là nó bị lỗi hay sao các bạn ơi. Mỗi lần tem nó cái có nhạc ha. Mỗi lần mỗi lần tem nó là có nhạc. Nhưng ngán nhất là mấy cái nhạc này nó hay bị bản quyền tào lao lắm. Lắc quá. Thôi, rõ ràng là con gồng trắng này không quýnh được rồi. Mình đã cố gắng mình test cho các bạn xem rồi nhưng mà nó không quýnh được. Thôi, mình sẽ mang nó về. Nhìn trước đi thấy ghét. Thôi mình mang nó về à. À đây là cái bàn tele của mình nè. Rồi, đây lột cái đôi giày ra đó. Nếu thôi nó búng mình một phát nó là mất tiêu luôn. Rồi, mang vô lại. Về đi em. Nên đưa con gồng này về.
Rồi về nhà trước đi. Đó. Trời ơi, xác của cái con ấy nè các bạn. Thấy ghê không? Ok. Mình cũng về luôn á. Bây giờ mình sắp xếp đội hình lại đi rồi chúng ta đi tiếp. Trong tập này thì mình sẽ cố gắng mình bắt luôn cái con cọc lửa luôn, nó nằm ở trên đảo kia á. Tại vì con rồng trắng nó không phê rồi, con rồng trắng nó không có giết người được. Không có giết mấy con khủng long được. Mà thời tiết gì đâu mà thấy gớm như vậy. Chơi game này cái gì cũng được chứ chỉ có hoàng thời tiết rồi nhìn nó cụ bắp dở lắm. Nó cứ ra cái thời tiết sương mù rồi hoài. Ủa? Ây da chết cha ơi. Ê mà khoan. Con rồng trắng của mình đâu ta? Ủa mình đem con rồng về rồi mà. Chết bà rồi, nó tay le nó mất tiêu rồi. Đảo khỉ. Chết bà rồi, không lẽ nó tay le lộn cái con rồng của mình, nó tay le mất tiêu rồi các bạn. À rồi. Ô thôi xong rồi, nó dịch chuyển con rồng mình đi đâu rồi? Kỳ á. Rồi, nó dịch chuyển con rồng mình lạc mất tiêu rồi. Vãi tè, sao thằng này nó dịch chuyển gì được nè các bạn nhớ không? Thằng này nó dịch chuyển gì được nè. Rồi còn hai con rồng của mình. Kỳ giấy xàm vậy. Hả đù, bên đây có tài thiên nữa. Chết cha rồi, mình mới ra bị tấn công quá. Chết cha mình chừng này rồi. Rồi như là mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Chỗ này có bên có tôn ngộ không nữa à. Để một lát nữa mình qua mình đại chiến với tôn ngộ không đây đây luôn. Xàm, nó xỉu xàm, chứ con cọc trắng đó mình thấy nó tào lao lắm rồi đó. Kiểu kiểu như nó bị lỗi hay sao á, chứ sao mà dịch chuyển qua nó bị mắc được. Rồi, mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Rồi, mắc luôn rồi. Phải hàng thì chứ hôm 21 mình không sử dụng cái bàn này để dịch chuyển mấy con thú đó đâu ha. Chúng ta rút kinh nghiệm lần này mới được. Mất tiêu luôn rồi. Rồi mắc con Long Dương của mình luôn, vãi tèo thiệt chứ. Tây Hải Long Dương con đó khó thuần phục quá. Mất tiêu luôn rồi. Ở đây. Mình đi qua bên kia, mình đi qua cái đảo còn lại mình bắt con rồng lửa trước đi ha. Từ từ mình bắt lại cái con đó sau. Này còn cái đảo bên đây nè. Này còn cái đảo nhỏ nhỏ ở đây nè. Rồi còn cái đảo bên đây, mình sẽ bay tốc độ ha.
Hãng thiệt chứ. Có thể là cái con còng trắng nó bị lỗi rồi các bạn. Mình nghĩ là chắc nó bị lỗi đó. Tại vì nó quánh lộn, nó quánh cũng không được nữa. Thế nên qua đây mình cố gắng mình bắt thêm cái con còng lửa bên bên đây nữa thử coi. Trời ơi cái thời tiết gì đâu mà nhìn thấy gớm. Ồ, mình bay qua cái con phượng hoàng. Mình bay qua cái con phượng hoàng lửa luôn rồi. Mấy con boss này thì các bạn gặp rồi. Đây, bên đảo đây nè. Sói ca mông cổ nữa kìa. Và có thằng tướng gì nữa đây nè các bạn. Nè, nó bị chôn vùi dưới đất kìa các bạn thấy không? Đi, nó trên cái hòn đảo đó đó. Mình thấy mấy ông nước ngoài là ông bắt cái con cọc lửa đó bên cái đảo đó đó. Bây giờ mình sẽ qua đó mình bắt luôn ha. Bên đây là mình kêu là Nam Hải Long Dương các bạn. Wow, thấy nó kìa. Nào. Đó, nhìn xa xa là thấy liền. Đấy, mình tham khảo mấy video. Wow, trời trên đảo này còn có mấy con gọng này nữa các bạn ơi. Này cái con này nè. Cái con Viven nè, Emperor. Nhưng mà con gọng nè, đây nè. Rồi. Đây, các bạn cho các bạn xem nè. Nhưng mà hình như là con gọng này chưa tiến hóa hay sao á, mình gặp cái ông bên nước ngoài á là ông bắt cái con gọng đỏ bự lắm. Bự chà bá luôn, bự bằng cái con gọng màu xanh này của mình đang 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 cưỡi nè. Mà sao con gọng này nó có chút xíu như vậy? Bãi hàng. Con này nó có chút xíu rồi các bạn ơi. Chết bà, mình bắt nhầm con rồng trẻ em hay sao á. 35 triệu máu, con này bắt không đánh được. Con này luyện được các bạn. Nhưng mà hình như là mình bắt lộn con rồng trẻ em rồi. Chơi đá chân nè. Ờ, như vậy là con gọng này chết, con gọng chết em ơi. Bay được không ta? Không được. Như vậy là con này không phải rồi, các bạn ơi, con này không phải là gì nè. Nam Hải Long Dương rồi, con này là chắc con quá. Con này là con của Nam Hải Long Dương. Gọng này bay bi vãi tèo. Để mình chụp hình nó lại à. Đó, nhìn cũng đẹp quá chứ bộ. Nhưng mà con này là hình như là con gọng bay bi rồi. Nó còn nhỏ quá. À, mình sẽ kiếm cái con bự ra nha. Đây. À, phàn để test thiệt chiêu cho mà xem con này nó còn yếu quá, nó không được bắt tử giống như là mấy con rồng kia. Nó thiệt chiêu của nó nè. À, nó chỉ búng búng vậy thôi các bạn, nó không biết bay, nó biết phóng không à. Wow, bên kia còn có ngộ không gì từ lưa bên kia chứ kìa. Các bạn xem đi nè. Con này là con rồng thiếu nhi á. Ủa, mình 86 triệu đam các bạn ơi, được, cũng được. Nữa. Mình ghét trên mấy con này mỗi lần thoát sẽ ra cái nó búng thì ghê chứ. Bên đây còn có con cừu với con tà thiên nè. Hai con này thì mình đã từng bắt trong những cái video trước rồi. Sẽ giết hết hai thằng này luôn. Hai thằng bay. Mình đi tới đâu là mình sẽ tàn phá tới đó ha. Mình sẽ tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết. Không có cho con nào tồn tại trên cái thế giới này. Chết cha rồi các bạn ơi. Như vậy là hình như là cái con gọng màu đỏ nó chưa xuất hiện các bạn ơi. Cái con này hay là nó chưa lớn không biết nữa. Cái con này hình như là baby rồi. Chứ mình thấy cái video của ông nước ngoài là con gọng nó y gan con này luôn nè. Nhưng mà nó màu đỏ, ngầu lắm. Còn con này nó chưa phát triển. Mới lấy mùa 7 à, vãi tài rồi chứ. Nó cũng không có giới tính luôn á. Con này chưa phát triển rồi. Còn con gọng trắng của mình thì thôi, mất tiêu luôn rồi. Phải hàng thì chứ. À, để mình đem cái bàn này về. À, để mình thử lên thêm một lần nữa nha các bạn. Mình bấm cái thang máy nè, nè về đây nè. Hôm nè đúng không? Rồi.
Đó. Rồi xong ha. Rồi chúng ta về thử á. Đó, để thử coi cái con đó nó có bị lạc không. Chứ mình nghĩ là con bị màu trắng là chắc nó bị lỗi rồi đó. Nó mới không về được. Đó thấy không? Nè, cái con màu đỏ nó về được nè. Như vậy là cái con gồng màu trắng, cái con gồng màu trắng nó bị lỗi rồi bạn ơi, thiệt luôn á, chắc chắn là nó bị lỗi rồi, mình nghĩ là nó bị lỗi xiềng rồi đó, nó mới mắc luôn. Đây nữa mình gặp rồi mình bắt lại ha. Đây, còn đây là con gồng mini. Này là Nam Hải Long Dương. Bắc Hải Long Dương. Rồi Đông Hải Long Dương, như vậy là chúng ta còn Tây Hải Long Dương ha, trò là trời mình phóng kìa. Ở trên mình nó mà mình lỡ bắn ra ngoài cái nó đẩy mình ra xa dở lắm. Cái đôi giày này nó cảm giác nó khó chịu ghê luôn á. Các bạn chơi đi là các bạn sẽ thấy sự ức chế khi mà các bạn chơi cái game này. Bực mình. Có đôi giày thì mình chạy nhanh nhưng mà nó cứ đẩy đẩy ra ngoài quên quên rồi. Chết cha rồi, nó đẩy mình ra xa luôn rồi các bạn ơi. Bực gức quá, chắc mình giục đôi giày này luôn quá. Bực mình quá. Các bạn nào có cái suy nghĩ giống mình không, là chắc mình giục cái đôi giày này luôn quá. Cái đôi giày này nó bực gức cũng chết luôn. Bạn nào muốn mình giục thì ý kiến bên dưới nè. Giục bỏ mẹ đôi giày này. Nó cứ văng văng ra ngoài. Cái đôi giày này mà kết hợp với cái cục cứt này nè, nó của mình đó thì nó bay dữ lắm, nói các bạn thấy không? Nó đẩy xa thiệt nhưng mà nó đôi khi nó đẩy đẩy mình ra xa rồi cũng phiền á. Rồi mình sẽ quay lại cái đảo khỉ thêm một lần nữa các bạn. Mình sẽ quay lại đảo khỉ thêm một lần nữa. Nếu mà tìm lại cái con gồng trắng rồi, nếu mà nó lạc bên kia mà không thấy nữa là thôi thua rồi, con gồng đó nó bị lỗi rồi đó. Phải tèo thiệt chứ chưa chụp hình lại cho các bạn xem nữa. Cái gì cấp nãy mình chụp hình bên kia luôn được. Mình chưa chụp hình cái con gồng trắng lên nữa. Rồi như vậy là mắc thiệt rồi các bạn ơi, con gồng trắng nó bị lỗi rồi. Nó chịu hồi đó. Chịu hồi ra hả mày? À, nó chịu hồi mấy con boss ra nè. Chịu hồi ra. Chúng ta giết mấy con boss này để mà lấy cái Renesis sụt á. Là cái này nè. Cái item này nè. Đoạn chừng nữa mình chịu hồi mấy con boss. Nè cái này nè. Nữa mình chịu hồi mấy con boss kia nó mới giữ. Wow. Ở đây có con rồng gì màu hồng hồng á. Alpha Dragon. Như vậy là mất tiêu con rồng trắng thì rồi các bạn ơi, nó bị gì rồi mình không hiểu nói. Phải tèo mất luôn. Đây để mình kiếm cái chỗ khác mình bắt á. Ôi, mắc thiệt luôn rồi, dưới biển cũng không có luôn. Rồi, nó biến mất mà không có một dấu vết luôn á trời. Quá tài thiệt. Mình lấy mấy cái ra này xích sụt này ha. Bên đây còn con nữa mà. Mày đây nữa mình chịu hồi boss mình vô mình quýnh lộn. Mình lấy mấy con gồng kia quýnh lộn chứ con này của mình quá bá chủ rồi.
Ok thôi được rồi, mình tạm dừng video này đi các bạn. Tập sau mình đi tìm lại mấy con đó rồi chúng ta đi bắt tiếp. Chắc là mình tập sau mình không sử dụng mấy con rồng này của mình nữa đâu, tại vì nó quá trời bá. Cứ kiểu này vậy vô là mình tàn sát võ lâm hết luôn á. Không còn con nào sống nổi vậy. Để mình gán kiếm cái nào ngon ngon ha. Ê, cứu tao rồng. Phải. Rồi mới phóng xuống rồi là nó tán mình gách cái áo luôn, gách cái đầu luôn nữa các bạn. Rồi đầu ve đề ta chứ ha. Nó không dữ phải. Để tập sau mình kiếm mấy cái con nào mà nó vừa căng sức á. Nhưng mà chúng ta vào chơi cho nó phê hơn. Tập này lỗi quá. Bắt được hai con mà không phê gì hết. Đúng không? Thôi được rồi. Mình tạm dừng video này ha. Bye bye tất cả các bạn. Thì yêu thích các bạn nhớ like đăng ký nhiều vô để ủng hộ tinh thần của mình ha. Rồi mình sẽ gán kiếm mấy ý tưởng phê phê hơn. Mình làm tiếp cho các bạn xem. Tập sau chắc cạo râu quá. Râu mình dài quá trời nè. Thì tập sau vô mình hớt tóc rồi lại cho đẹp trai mới được.